Dương mai chè bông xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em à, cả nhà ơi à, trước mặt em đây là một combo ba loại giống hiện tại đang rất là hot trên thị trường à, và nó có mặt hoa cũng rất là ok nó có sự đột biến rất là lạ lùng à, đầu tiên nó sẽ là một cái dòng siêu bông bình lợi đây cả nhà một cái giống mai à, đang hot rần rần trên thị trường luôn một cái dòng giảo nhưng hoa của nó cánh rất dày và thêm cái bông của nó thì tầm khoảng mười mấy cho đến có cao đến khoảng hai mươi mấy cánh luôn nhưng mà dòng giảm thì nó là 8 đến 12 cánh nha cả nhà nhưng mà cái này nó đột biến thì nó ra được nhiều cánh hơn xíu rồi tiếp theo đây chính là dòng kim ngân lượng một cái giống mai hoa của nó đến gần 100 cánh cả nhà và hoa của nó là màu xanh chấm màu vàng chấm chấm xanh chấm xanh trên cánh rất là đẹp luôn Ờ nó xếp lớp rất là đẹp luôn cả nhà ờ, dòng này là dòng kim ngân lượng nha giá là một trăm rưỡi một cây siêu mong bình lợi cũng một trăm rưỡi một cây và trước mặt cái cây lớn ngay chính giữa này chính là dòng nhị ngọc toàn đây cả nhà ơi nhị ngọc toàn thì cả nhà đã biết rồi một cái giống mai đột biến nửa kem nửa vàng đó, và hoa thực thụ của nó sẽ là màu kem có cái viền vàng chính giữa rất là đẹp luôn. Đó, ba cái giống mai này hiện tại quý cô chú anh chị khách hàng gần xa thì đang sưu tầm rất là nhiều luôn. À, hiện tại bên vườn mai nhà em bán cũng rất là chạy cái combo này à, cho nên là ngày hôm nay em sẽ có một sự phối hợp đặc sắc là mua hai tặng một chúng ta mua hai giống chúng ta sẽ được tặng một giống một combo ba cây ba loại giống như thế này với giá là 300 k bên em sẽ ship cho chúng ta ở giá rất là ủ đại cho quý cô chú anh chị gần xa rồi cả nhà ơi nếu mà ai thích những cái dòng này dòng đột biến này thì hãy alo cho vườn mai của chú chè bông nha mọi người ơi nếu thương thì hãy bấm đăng ký kênh nha cả nhà à, và cho em những lượt like thích à, để à, bài viết của em chia sẻ bài viết của em nha cả nhà ơi đó đây là một chương trình ưu đãi dành cho quý cô chú anh chị gần xa à, nếu ai thương thì hãy bấm đăng ký kênh giùm em nha cả nhà à, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ à.